đi tìm nguyên nhân khiến bóng chuyền nam thành phố Hồ Chí Minh hụt hơi tại vòng 1. Bóng chuyền nam thành phố Hồ Chí Minh sau vòng 1 không thể góp mặt tại Phú Thọ để tham dự Cúp Hùng Vương năm 2021 là một bất ngờ lớn đối với người hâm mộ bóng chuyền trên cả nước. Dù những mùa giải trước, bóng chuyền nam thành phố Hồ Chí Minh luôn có được vị trí cao sau khi kết thúc các vòng đấu. Song tại vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia Cúp Bamboo Airways năm 2021, đội bóng chuyền nam thành phố mang tên Bác bất ngờ bị chững lại. Đâu là nguyên nhân khiến đoàn quân của huấn luyện viên Bùi Huy Trâm bị chững lại là câu hỏi mà nhiều người đã đặt ra. Phải nhìn nhận một thực tế rằng, qua màn trình diễn ở vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia Cúp Bamboo Airways năm 2021, khoảng cách về trình độ giữa các đội bóng chuyền nam đã dần được thu hẹp. Các trận đấu diễn ra kịch tính và nhiều trận đấu phải phân định thắng thua sau 5 set đấu, điển hình như cuộc so tài thành phố Hồ Chí Minh và Hà Tĩnh, hay là Vi Long An với Hà Nội, hoặc Hà Nội với thành phố Hồ Chí Minh. Đội bóng chuyền nam Hà Tĩnh bất ngờ đánh bại câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh ở ngày đầu ra quân là bất ngờ đầu tiên của giải. Dù được đánh giá là đội bóng chiếu dưới và không có ngôi sao nào thực sự quá nổi bật trong đội hình, nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Võ Từ Liêm vẫn thi đấu đầy tự tin trước dàn vận động viên dày dặn kinh nghiệm và có nhiều tuyển thủ trong đội hình để giành chiến thắng 3-2 chung cuộc trước đội bóng chuyền thành phố mang tên Bác. Bên cạnh đó, dù sở hữu thành tích tốt những năm trước đó với hai chức vô địch năm 2018 và 2019 cùng ngôi áo quân năm 2020, nhưng câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ bị tụt lại ở vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia Cúp Bamboo Airways năm 2021. Bởi các vận động viên sau nhiều năm chinh chiến giờ cũng đã dần bước sang sườn dốc bên kia của sự nghiệp. Gần đây nhất, Văn Hạnh cũng bày tỏ ý nguyện từ chối tập trung đội tuyển quốc gia để được dành toàn tâm toàn ý cho đội bóng chuyền thành phố mang tên Bác, là minh chứng rõ ràng nhất cho điều này. Thêm vào đó, với việc ở đỉnh cao suốt 3 mùa bóng liên tiếp, đoàn quân của huấn luyện viên Bùi Huy Trâm cũng được các đối thủ quan sát rất kỹ và dè chừng hơn khi bước vào mùa bóng năm nay. Chính vì vậy, với việc các miếng đánh chiến thuật không có nhiều nét mới, thành phố Hồ Chí Minh bị các đối thủ bắt bài là điều hoàn toàn dễ hiểu. Kết thúc vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia Cúp Bamboo Airways năm 2021, đội bóng chuyền nam thành phố Hồ Chí Minh có 8 điểm và đứng thứ 3 bảng A sau Tràng An, Ninh Bình và Hà Tĩnh. Việc đội bóng chuyền thành phố mang tên Bác không lọt vào top 4 đội mạnh nhất tham dự Cúp Hùng Vương năm 2021 thực sự là bất ngờ với giới chuyên môn và người hâm mộ bóng chuyền trên cả nước. Ở phần còn lại của mùa giải, đoàn quân của huấn luyện viên Bùi Huy Trâm chắc chắn sẽ cần cố gắng rất nhiều để không bị đá văng ra khỏi top 4 đội mạnh và giữ được vị thế của mình ở sân chơi vô địch quốc gia như kỳ vọng của người hâm mộ bóng chuyền phía Nam trong nhiều năm trở lại đây.